Muôn năm thì cũng thể quánh quánh cho mẹ đu càng mẹ. Bây giờ qua bên California chiếm cứ đất nước người ta. Tại ngàn bữa bọn bao e á, không Jenny Trần á, nó phản biện, em phản biện cũng tức quá, chị cũng tức quá đi cạo đầu luôn để đỡ tức. Thì hôm bữa con nghe nó nói chuyện mà nó nói nó gài thằng nhỏ, tại vì nó nói chuyện xong rồi nó chửi bét như vậy. Thôi con muốn lên phản biện nó quá trời luôn mà không có, con tức con hồ ức tí con hồ luôn á. Không, tụi con ăn đi. Đi cạo luôn, thề luôn. Thề chống bao que tới chết luôn. Đó đi, chút mày ra. Mày bớt ngu đi Nhật Nam. Mày biết ý nghĩa của cờ đỏ sao? Từ thời hai bà chân, từ thời nhị chân vương đến thời Triều Đinh, Triều Lê, tất cả cờ đỏ sao vàng đều là ý nghĩa cờ đỏ sao vàng hết. Sở dĩ ngày xưa người ta cho là trái đất hình vuông, còn ngôi sao là hình tròn, cho nên mấy cái lá cờ mới để là hình tròn ở giữa là cái nền. Còn cái hình tròn màu vàng có nghĩa là cờ đỏ sao vàng đó. Về sau này sau mà khi Colombia tìm ra được châu Mỹ, người ta chứng minh được trái đất này hình tròn, và người ta đã chứng, khi mà thiên văn học phát triển, người ta chứng minh được là trái đất hình tròn, còn ngôi sao là hình năm cánh, cho nên Việt Nam mới đổi lại cái lá cờ là hình năm cánh. Còn cái cờ của bộ ma que tụi bay là cờ bán nước. Con nói đi, con đừng nhìn Bình Luận. Bình Nhi, con nói đi, con đừng có nhìn vô Bình Luận. Nhìn vô Bình Luận là mất tập trung. Kệ con nhìn đi, con chửi đó coi không? Cứ nói, con nói mà. Thường, đừng nhìn vô Bình Luận, nhìn... Đứa nào mở mồm cái ra cái kêu là gì cờ, tụi bay biết ý nghĩa của cờ là cờ vàng ba sọc là gì không? Nói thẳng luôn, hôm nay con nói về cái vấn đề cờ sọc ba vàng luôn nè. Cái cờ đỏ sao vàng của Việt Nam là nó có từ thời Lào, từ thời Nhị Chân Vương, từ khi cái đất nước mà, sau cái thời mà Hán Vũ Đế qua xâm lược Việt Nam mình á, Nhị Chân Vương phất lên lá cờ khởi nghĩa, nó đã là ý nghĩa cờ đỏ sao vàng. Tại vì ngày xưa người ta quan niệm ngôi sao hình tròn, cho nên người ta mới để là nền đỏ hình tròn ở giữa là màu vàng. Còn bây giờ khi mà khoa học xã hội tiên tiến, người ta đã biết được cái ngôi sao là nó tượng trưng cho cái sự năm cánh, là tượng trưng cho ngôi sao, nên nước mình mới đổi thành lá cờ là cờ đỏ sao vàng là năm cánh. Ủa vậy chính xác mà nói, cờ đỏ sao vàng mới là quốc cờ của Việt Nam chứ. Còn cái cờ ba que, tụi bay biết cờ ba que là gì không hả? Cái lũ ba que kia, từ tháng 8 năm 1858, khi mà Pháp bắn phát súng đầu tiên vào bán đảo Sơn Trà, thì chính cái bọn nhà Nguyễn bọn bay ấy, mà là lũ bán nước, bọn bay đổi cờ thành gì hả? Bay đổi cờ thành gì? Thành những cái đường sọc đỏ, thành một cái nền vàng. Kể từ đó cái lá cờ đó là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho việc bán nước, tượng trưng cho cái dòng máu nghĩa súc của tụi bay, ngoại lai tụi bay á. Bởi vậy tụi bay đừng có kêu mà cờ đỏ cờ vàng của tụi bay mới là cái lá cờ chính thống. Cô Nhi biết vì sao ngày hôm qua, lý do vì sao ngày hôm qua con cạ luôn. Cái hôm bữa mà cái nick kia của cô Nhi là bị hack đó nha. Để con, cái con Jenny Trần á, con Jenny Trần nó mới làm một cái kiểu như nó nói là nói về bọn này nọ, con không biết. Thì nó mời thằng nhóc em của con vô để phản biện, chỉ là một thằng em bên cái hội chống phản động thôi, xong lên phản biện. Thằng nhỏ thì kiểu nó là đàn bà, mồm năm miệng mười, mồm lùm răng cá mặt mà nó nói gì cũng được, nó nói xong nó nhảy vô họng người khác, không để người khác nói. Xong mà nó từ cái lời của nhỏ cái nó gài thằng nhỏ vô, để nó chửi bác, chửi đẻ, nó chửi mình này nọ, rồi nó chửi cái người cải cách ruộng đất. Xong rồi trời, con tức mà con ngồi dưới 2 tiếng đồng hồ, con yêu cầu để con phản biện nó mà không phản biện được. Con tức mà con tức mà con điên luôn á. Con đi cắt tóc luôn, cạo trọng, con thề từ giờ tới khi con chết luôn, tới khi con còn có thể mọc tóc được, con vẫn sẽ chấm đối lại bọn ba que luôn. Bại của bọn Việt Nam Cộng Hòa thôi, chứ không có được cái gì hết.
đi chú Phương Hoài ơi, thằng Nhật Nam cứ để cho nó muốn nói gì nó nói, nó muốn hàm hồ gì đó hàm hồ. Như thế là càng chứng minh được như thế nào, càng chứng minh được Việt Nam Cộng Hòa chỉ là cái lũ như thế nào, là một cái lũ thất bại, là một cái lũ không làm nên được cái trò chống gì ngoài cái việc ngồi tỉnh lên thôi. Bác Hồ chết ở trong nhà ngục ở Quảng Đông đúng không? Vậy ta hỏi bay năm 1932, lúc đó Trung Quốc vẫn còn trong thời kỳ loạn lạc, vẫn còn là miếng bánh ngon cho các quốc gia đế quốc sâu xé, thì tại sao nó có thể lường trước được Việt Nam sẽ có thể độc lập? Nhiều lúc không muốn nói đến mà nghe bay nói thiệt, nhiều lúc chỉ muốn chửi thề thôi. Không hiểu sao mà cái bọn bao que nó có thể xuyên tạc, có thể suy nghĩ được những vấn đề thật hay luôn. Trong khi mà năm 1932 rõ ràng Trung Quốc nó vẫn còn là một đế quốc, như là một quốc gia như thế nào, nó chỉ là một miếng mồi ngon cho các đế quốc xâm lược thôi, nó thậm chí còn chưa có thể độc lập, thì sao nó có thể suy nghĩ sâu xa đến mức là nó gài thiếu tá Hồ Quang vô để trở thành Bác Hồ được? Nó là tiên nhân hả? Nếu nó mà là tiên nhân bây giờ nó thống trị theo cả thế giới này rồi, chứ không phải là nó chỉ là một đất nước Trung Quốc bình thường để dùng bao nhiêu năm để trở thành mình cho tới nhất thế giới đâu. Rồi kể cả cái vấn đề cải cách ruộng đất, chết là gì đó kêu chết gần 200.000 người. Số liệu nào kêu chết gần 200.000 người? Dân lúc đó của mình có bao nhiêu người đâu mà chết gần 200.000 người? Năm 1945 nạn đói kinh khủng như thế nào, nạn đói giết hơn 2 triệu đồng bào của mình, đó chỉ là con số thống kê được, những con số chưa thống kê được còn nhiều hơn cả như vậy nữa. Vậy nếu như mà chết thêm 200.000 người, vậy số dân đâu để bù đắp vô cái dân số đó? Lúc đó này, lúc đó sự gia tăng dân số, bộc phát dân số nó chưa hề có, vậy lấy gì để bù đắp vô cái số 200.000 người đã bị mất đi? Nó chỉ chết có 1.000 mấy người thôi, mà 1.000 mấy người đó là ai? Là những tay sai, những địa chủ, những cái kẻ hả mà trước năm 1945 là khoảng năm, từ năm 1943 cho đến năm 1944, lúc mà Nhật vào trong Việt Nam mình, chúng bắt ta hả bỏ hết những cái hoa màu đi để trồng đây trồng bờ ở để phục vụ cho chiến tranh, thì những cái kẻ Việt gian đó, tiếp tay đó, có đáng chết không cô Nhi? Có đáng chết không cô chú? Quá đáng chết luôn, nó giết hơn 2 triệu đồng bào mình sao không đáng chết được. Vậy mà bọn nó kêu là hả gì giết một người cũng là tội, tội đồ gì. Còn sở dĩ Bác Hồ khóc, Bác Hồ khóc khi mà cái về cái việc mà giết nhầm nữa, đúng. Con hỏi mình, bây giờ mình làm cô giáo thôi, một cô giáo đứng lớp khoảng 40 mấy người thôi, mình cũng có khi sai khóc, huống chi là bác phải lãnh đạo cả đất nước mà trong một cái thời kỳ loạn lạc như vậy, làm sao chẳng có một hai trường hợp sai sót. Bác khóc là cái gì? Bác khóc là gì? Bác khóc vì cái gì? Có bao giờ bác nghĩ tới chưa? Khóc là vì gì? Cái nỗi đau dân tộc. Khóc vì tại sao hàng triệu con người vẫn đứng lên, vẫn dùng tính mạng của mình để hy sinh, để lộ lấy hòa bình, thì còn lại có những cái kẻ súc vật. Chỉ vì những cái đồng tiền, chỉ vì hả những cái miếng cơm manh áo, chỉ vì cái địa vị quyền lực mà đạt lên chính xương máu của anh em, của đồng bào. Bác khóc là khóc vì vậy, nhưng mà là khóc tiếc thương cho cái bọn nghiệt súc. Mọi người cứ kể, để kể thằng Nhật Nam đi, thằng Nhật Nam nó càng nói thì nó càng anh Việt Nam Cộng Hòa. Anh Phương Hoài, cái lượt chơi của em có đăng ở trên em rồi. Em đăng yêu cầu đứa nào mà vô chửi Bác Hồ là chặn, không cần nói gì trên, còn nói chuyện đàng hoàng, còn nó nói gì kệ đó. Yêu cầu chửi Bác Hồ là chặn, không cần thương tiếc. Còn Bác Hồ nữa, nó kêu tại sao Bác Hồ họ Nguyễn không mà không lấy họ Nguyễn, đám chó vàng tôi bay, mà lại là lấy tên là Hồ Chí Minh. Vậy tại vì sợ gì, biết tại sao? Tại sao tụi nó không hiểu được? Tại vì tụi nó ngu, tụi nó quá ngu, tụi nó đâu có suy nghĩ đâu. Người ta nói là sao, ý tại ngôn ngoại. Từ hồ, hồ có nghĩa là gì? Là thể hiện, là thể hiện gì? Chí thể hiện là gì? Minh thể hiện là gì? Tại sao lấy tên là Hồ Chí Minh? Ủa bộ chứ cứ họ Hồ là của Trung Quốc hả? Ủa ngày xưa Hồ Quý Ly, ổng là người Trung Quốc hả? Nếu mà ổng là người Trung Quốc, ổng có chết lại thành nhà Hồ khi mà chống phương Bắc xâm lược không? Bộ Việt Nam không có người họ Hồ hả? Hồ Quý Ly là ai vậy? Không phải người Việt Nam hả? Ngộ đời ghê. Ủa, bên Trung Quốc cũng có người họ Nguyễn. Vậy ý nói là mấy người họ Nguyễn ở Việt Nam còn bán nước hết luôn. Đủ lòng tao phá mặt ra liền. Còn tối ngày tụi nó kêu gọi nhân đạo, nói gì là sống Việt Nam không có nhân
đạo, rồi phân chia giàu nghèo, rồi gì gì ở nước ngoài người ta rất biên đạo, xạo lồn, tất cả là xạo lồn hết. Con xin nói hơi tục với lại cô chú, tất cả toàn là xạo lồn hết. Tụi nó nhân đạo hả? Nhân đạo mà khi đất nước mình hả, hàng triệu con người đang phải chống chọi với chất độc dioxin, chất độc da cam, mình thua ra cộng đồng quốc tế ở như nào để đòi được cái gì? Đòi được cái quyền lợi cho những cái con người đó, đáng lý họ có chân có tay, có đầy đủ bộ phận như mọi người khác, nhưng mà cuối cùng họ lại bị khuyết tật đi. Tại vì cái bộ Mỹ thôi. Vậy mà khi mình thưa ra tòa án quốc tế thì cái bọn gọi là nhân đạo này của Việt Nam Cộng Hòa, nhân đạo yêu thương yêu nước đó, tụi nó lại làm gì? Tụi nó làm mọi cách để giúp Mỹ thắng trong cái phiên tòa đó. Rồi hả, chiến tranh biên giới năm 1979 với lại Trung Quốc, và hả, chiến tranh đánh Pol Pot, trong khi hả, nhân dân phải đổ máu để giành mình tập để giữ từng tất đất, còn nó thì nó reo hò, nó mừng lên. Việt Nam Cộng Hòa nó mừng, nó reo hò khi mà mình bị bom bót với lại Trung Quốc đánh. Cái đó là gọi là nhân đạo, quá nhân đạo luôn. Rồi khi Trung Quốc hả bắn vô máy tàu của Trung Quốc, bắn tàu cá của Việt Nam này, nhân dân trong cả nước đang sôi sục, còn tụi nó thì tụi nó đang reo mừng reo hò, ơi Trung Quốc bắn Việt Nam kìa, Trung Quốc Việt Nam kìa, tụi bay ơi. Cái đó gọi là nhân đạo. Còn cái chuyện mà tụi nó kêu phân chia giàu nghèo mình, con thấy tính ra không chỉ là con đâu, theo những thống kê đó của Liên Hợp Quốc, Việt Nam mình đó, tỷ số dân giàu nghèo nó đã ở một cái mức gọi là mức sàn bình dân rồi. Còn ở như nước ngoài 90% là dân nghèo, chỉ có 1% là nó giàu, nhưng mà một khi đã nghèo là cực kỳ nghèo cùng cực luôn, còn giàu là nó phải giàu không còn gì để phân chia được, chứ không phải như Việt Nam mình nó bình theo từng lớp, từng bậc thang đi lên đâu. Nhưng mà tụi nó lúc nào cũng tỏ ra ngu á, nó chỉ có Việt Nam nó phân chia giàu nghèo, ở nước ngoài người ta bình đẳng vậy mà mấy cái người hay vô gia cư đó, người ta vô quán ăn là bị đuổi như là súc vật vậy đó, gọi là bình đẳng á. Người ta hả yêu nước là người ta lúc nào cũng tân hô đất nước, còn người nói yêu nước nào gì đất nước như Hán. Chịu dân miền Bắc với khẩu hiệu xin Bắc khẩu Nam, sao biết hay vậy? Bộ mày tưởng hả thế giới này chết hết, còn mình Việt Nam muốn giết là giết hả? Nếu mà dễ giết vậy thì thằng Trung Quốc nó giết hết thế giới này rồi, để làm công báo rồi là chị. Là dạ ơi, Bùi Nhi nghe cô Nhiên nói nè, một chút nữa qua Master cô Nhiên nói chuyện riêng với con nha. Thông báo với cả nhà và giới thiệu với cả nhà, Bùi Nhi năm nay học năm 2 hả Nhi? Dạ. Nhi con học năm 2 hả? Con giới thiệu với bà con biết luôn đi con. Năm 2 cô Nhi. Con giới thiệu với bà con biết gì vậy? Con nhiệm phí thì Nhi. Hôm nay tới giờ con vô học rồi, để hôm khác con lại lái với cô Nhi với lại cô chú nha. Tại hôm nay con kiểm tra nên con phải vô sớm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.